gầm. Cái chừng nó cái thế của nó ngang ngang kỳ quá. Mặc dù mình đi thi bằng lái bữa mình cũng chạy chiếc bao, mà bữa đến giờ là quên cảm giác rồi. Này nó không có báo số trên đồng hồ. Tò cái chân xuống nó bò nó hơi thấp. Cái này thấp nằm dưới bên kia rồi. Đây nó không có báo số gì hết. Nó lên rất là mượt. Khác với con đúc của mình là nó lên hổn lắm. Còn chiếc này nó nhẹ nhàng mượt mà. Trước khi mà mình mua đúc là mình phân vân chiếc này dữ lắm nè, phân vân lắm luôn. Đã quá à. Nhưng mà mình còn rất nhiều thời gian để mà chơi con này, nên là giờ cũng chưa vội làm gì. Cái dáng này nó là một cái dáng hoài cổ, nó cũng đã làm để cho khác biệt chút xíu rồi, để cho người trẻ cũng chơi được. Cho người trẻ cũng chơi được. Cái dáng của nó không chỉ mỗi là hoài cổ không mà nó còn hiện đại nữa. Tăng tốc rất là mượt vì nó cái chán ngọt của nó, trọng tâm nó thấp đó, nên là thoải mái ghê. Hợp lý của ta. Chán này nó không hẳn là cruiser là nó hơi bật ngửa ra sao chút, còn cái này mình vẫn còn cảm giác được cái độ chợp lên. Tay của nó không quá cao như chopper nên chắc là gọi nó là popper quá. Mà popper thì nó cái ghi đông của nó ngang ra chứ nó không có như thế này. Cũng không biết nó là dáng gì nữa.